Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Vùng Cao. Thì ở trong cái clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái cây chè dây. Cây này thì tôi cũng có rất là nhiều những cái clip tôi giới thiệu rồi. Thì tuy nhiên để biết nhiều hơn nữa, chính xác hơn nữa thì tôi ở đây tôi có một số những cái tài liệu nói về cây chè dây này. Tôi tìm và tôi tổng hợp lại. Tôi muốn nói ở trong cái clip này để cho các bạn hiểu hơn nữa. Đây, hôm nay thì gia đình tôi đang thái. Buổi sáng thì mới đi lấy về. Đây. Lấy về cả buổi sáng 4 người đi lấy được tầm này nhá các bạn nhá. Mỗi người đi lấy được khoảng 1 cân, có người thì hơn cân, có người thì được nửa lạng. Đấy, là cả buổi sáng. Tại vì là cây chè dây này nó rất là hiếm, cực kỳ hiếm luôn ở trên này. Ở vùng chúng tôi được gọi là thủ phủ của dược liệu đấy. Được mệnh danh là thủ phủ của các cây dược liệu. Tuy nhiên rằng là cái cây chè dây này bây giờ là cực kỳ hiếm rồi. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một chút. Cái đợt trước tôi đã có cái clip giới thiệu từ A đến Z rồi. Từ khi mà chúng tôi đi hái này, đến khi sao chế như nào rồi. Thì hôm nay tôi tranh thủ gia đình thái để mà mình sao và phơi thì tôi lại tiếp tục giới thiệu về cây này. Những cái anh chị nào quan tâm thì các bạn các anh chị vui lòng xem, còn anh chị nào đã xem rồi, biết rồi thì vui lòng xem lại. Nếu mà các bạn thấy hay thì ủng hộ. Bây giờ thì không luyên tha luyên thuyên nữa, tôi đi vào vấn đề chính. Thì cái cây chè dây này theo cái tài liệu tôi tìm được ấy, thì cái cây chè dây này còn được gọi với cái tên là trà dây, khao giả hay là bạch liễm. Và đây là một cái cây thuộc loài thực vật hai lá mầm trong họ nho. Đó. Là cái cây thuốc quý có thân dạng dây leo, cao không quá 1 mét, dây leo dài 2 đến 3 mét và bám vào cái thân cây khác. Và lá dài khoảng 7 đến 10 cm, có răng cưa gần giống với lá kinh giới nhưng có viền màu tía. Đây. Lá có răng cưa đây các bạn này. Đấy. Lá có răng cưa và mặt dưới có màu tím đây này. Đấy. Mặt dưới có màu tím. Và mặt lá thì nhẵn. Mặt lá đây các bạn này, mặt trên của lá nó khá là nhẵn. Thì cũng các bạn thông cảm là cái máy của tôi lấy nét nó không được tốt. Đấy, như tôi thấy nó không lấy nét được. Thì cái cây chè dây này, hoa của nó thì gần giống với lại nụ của hoa tam thất, có màu trắng và mọc thành chùm. Tuy nhiên rằng là cây chè dây bây giờ là vẫn còn non, mấy vẫn đang vào mùa cho nên là chưa ra hoa. Đấy. Và quả của nó thì thường rơi vào khoảng tháng 9. Đấy. Và quả của cái chè dây này nhỏ như quả si, có màu đỏ. Đấy. Và cái cây chè dây này thì khi mà mình sau phơi khô ấy thì nó có màu trắng mốc trên bề mặt lá do nhựa cây tiết ra trong quá trình chế biến. Và cái khu vực phân bố của cây chè dây này thì thường mọc trên các ngọn núi cao như Cao Bằng, Sơn La, Bắc Cạn, Lai Châu, Lào Cai, Sapa, Tuyên Quang, Yên Bái, vân vân. Và ngày nay thì chè dây được nhân giống và còn được trồng nhiều hơn. Và vào cái khoảng tháng 4 đến tháng 10 là những cái thời gian thích hợp để thu hoạch, cả lá và dây đều được hái về, sau đó ngâm với nước ozone, rửa sạch rồi phơi hoặc sấy khô. Thật ra thì cây này mình phải sao qua và mình ủ trong thời gian 8 đến 10 tiếng đồng hồ nó mới tiết ra nhựa. Sau đấy chúng ta phơi. Đó. Ra quả rồi à? Xem nào. À đúng rồi đây. Quả của đây này. Đúng rồi. Quả của cây chè dây. Nó có màu đỏ đấy các bạn này. Đấy.
Cái này không lấy nét được. Đấy, như cái tài liệu tôi thu thập được ấy. Và cái tác dụng của cây chè dây này các bạn này, cái thứ nhất là nó diệt trừ vi khuẩn HP. Loại vi khuẩn này gây hại đối với những người bị đau dạ dày khi gây viêm, làm vết loét lâu liền, gây biến đổi tế bào dẫn tới ung thư dạ dày. Chè dây với hoạt tính kháng sinh tự nhiên cao, với cơ chế làm sạch và diệt khuẩn, chè dây sẽ loại trừ triệt để vi khuẩn HP khỏi niêm mạc dạ dày. Đó. Và trong cái bài thuốc của tôi về chữa viêm loét dạ dày tá tràng thì có cây chè dây. Cái thứ hai nữa, nó làm trung hòa dịch vị dạ dày. Lượng axit tiết ra quá nhiều khiến người bị bệnh dạ dày hay bị ợ chua, ợ nóng và đau bụng âm ỉ. Nước chè dây có tác dụng làm hạn chế lượng axit dư thừa trong dạ dày. Cái thứ ba nữa, cây chè dây dùng để chữa huyết áp cao. Chè dây phơi khô hám uống như trà có tác dụng làm giảm huyết áp từ từ cho đến ổn định. Và cái thứ tư nữa, đó chính là trị mụn nhọn, mẩn ngứa, nổi rôm trong do nóng trong. Chè dây có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan. Và cái thứ năm, nó chữa viêm răng lợi. Đấy, dùng nước chè dây súc miệng hàng ngày để chống viêm do chè dây có tính kháng sinh cao. Đây các bạn này. Và cái thứ sáu, chè dây dùng để chữa mất ngủ, có tác dụng an thần. Đấy. Chè dây giúp đào thải chất độc qua gan, giúp an thần, dễ ngủ và giảm stress. Khác với một số loại thảo dược khác, chè dây không có tác dụng phụ kèm theo khi sử dụng hỗ trợ hay kết hợp với thuốc điều trị khác. Thứ bảy là giúp kháng viêm, làm lành vết loét dạ dày này. Với hoạt chất flavonoid có tác dụng giảm viêm mạnh, các vết loét trở nên xe lại, hạn chế được viêm nhiễm và sớm liền trở lại. Ngoài ra nó còn giúp bệnh viêm loét dạ dày tá tràng dễ liền sẹo. Hiệu quả đã được kiểm định sau 6 tháng sử dụng và điều trị bằng trà dây. Và cái cách chọn mua chè dây này, để có một tách trà dây ngon, bạn cần phải chọn mua được chè dây đúng chuẩn. Và theo kinh nghiệm của những người làm chè dây thì chè dây ngon là loại chè có màu xanh nhạt, chè có mùi thơm dịu, có nhiều phấn trắng bám vào búp chè. Chính vì vậy khi mua chè dây bạn cần lưu ý đến màu sắc và phấn trắng trên cánh chè. Phấn trắng trên chè không phải là dấu hiệu của chè bị mốc. Nó cũng không phải là phấn của cây trà dây, mà nó được hình thành qua quá trình chế biến phức tạp mới tạo ra được những phấn trắng đó. Chè dây có loại phấn trắng đó được xem là loại chè tốt nhất và chế biến đúng cách nhất. Đó. Và bây giờ thì mình xin lưu ý với các bạn một số khi sử dụng cây chè dây. Cái liều lượng trung bình của trà dây cho một người là từ 60 đến 70 gram trên một ngày. Và nên uống chè dây trước bữa ăn khoảng từ 20 đến 30 phút. Đây là cái thời điểm tốt nhất để chè phát huy tác dụng. Nước trà dây để qua đêm thì có nguy cơ bị nhiễm khuẩn cao, vì vậy tuyệt đối các bạn không được uống chè dây để qua đêm. Và hiện nay thì trên thị trường chè dây được pha trộn và cũng có một số chất chứa chất bảo vệ thực vật. Vì vậy nên lưu ý kỹ khi chọn mua. Chè dây khô khi pha nóng sẽ có màu nâu đỏ, nâu cánh gián, có vị ngọt mát, dễ uống, không có màu như chè xanh. Và chè dây khô thì thường có lớp trắng bám trên lá, sẽ gây khó nhận biết với chè bị mốc hay nhựa cây. Vì vậy nên bảo quản chè cẩn thận để tránh bị mốc. Nếu dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến hiện tượng vàng da, vàng mắt, mệt mỏi. Đối với mỗi cơ địa khác nhau mà kết quả đạt được cũng khác nhau. Đó, đấy là một số những cái thông tin mà tôi tham khảo được đấy, trong một số những cái tài liệu ở trên internet, cũng như là một số những cái sách đông y tôi tổng hợp lại
để cho tất cả các bạn biết được cây chè dây này nó có tác dụng như nào, cách làm ra sao, bảo quản như thế nào và liều lượng sử dụng ra làm sao để cho các bạn biết được cái cây chè dây nó có tác dụng như thế nào. Và để làm được một cây chè dây thì chúng ta phải mất khoảng bao nhiêu lâu? Thực tế trong cái quá trình chúng tôi làm thì một cân chè dây khô ấy nó phải làm từ 3 đến 5 cân chè tươi như này này các bạn này. Đấy. Đây mới chỉ là 4 cân chè dây tươi đấy. Tại vì là liều lượng, cái trọng lượng của nó khi mà mình sao mình làm thì nó còn phụ thuộc vào cái độ non già của cái cây chè dây tươi này. Đấy, những cái trường hợp mà tươi ấy, chè dây tươi nó mới mọc mầm nó còn non ấy thì chúng ta sẽ dùng sẽ sao, sau khi sao thì nó sẽ được ít hơn. Đấy. Tươi thì có thể dùng khoảng chúng ta có thể là lấy 5 cân tươi. Cái loại non thì sau quá trình chúng ta chế biến thì mới được 1 cân tươi. À 1 cân khô, xin lỗi các bạn. Còn những cái loại mà già già và có cành như thế này này các bạn này. Đấy, có cành như này thì có thể là 3 cân hoặc 4 cân tươi sau chế biến thì được 1 cân khô. Đó. Đấy là một số thông tin mà tôi muốn cung cấp cho tất cả các bạn. Thì cái cây này hiện nay trên thị trường có khá là nhiều những người người ta bán. Tuy nhiên là đảm bảo hay không thì tôi cũng không rõ. Đó, một số thông tin bảo là bán không đảm bảo. Đây, chúng tôi thì cũng tự làm và tự pha, tự uống. Đấy, tự lên rừng hái từ A đến Z. Cách làm, cách bảo quản, tôi tự làm. Đấy, nếu mà chỗ các bạn có thì các bạn có thể là tự làm. Tự làm để mà uống hàng ngày, nó có tác dụng rất là tốt. Đấy, đối với những cái trường hợp bị viêm dạ dày, viêm loét dạ dày thì có thể dùng cây này. Dạ dày đại tràng đấy, các bạn có thể dùng cây này. Nó rất là tốt. Đây. Nhưng mà khi mà chế biến ấy, thì các bạn lên rừng lấy về, rửa sạch, để ráo nước nữa các bạn nhé. Đây, chúng tôi để ráo nước này. Rồi các bạn thái như này. Sau đấy là các bạn đem đi sao. Và cái quá trình sao là một cái quá trình, một cái công đoạn gọi là khá là phức tạp. Các bạn không nên để lửa nó quá to. Nó có thể dẫn đến việc làm cháy. Và khi mà chúng ta tạo ra sản phẩm thì nó sẽ không được tốt. Và khi mà sao rồi thì các bạn phải để trong một cái bao hoặc là một cái túi bóng để kín lại, các bạn buộc kín lại rồi ủ qua đêm. Đấy, ủ qua đêm. Tốt nhất là từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Rồi các bạn đem ra phơi. Và phơi thì các bạn lại tránh phơi ánh sáng nó nắng quá. Đấy, ánh sáng nắng quá thì làm cái chất ở trong chè dây nó dễ tan đi. Đấy, các bạn phơi cái chỗ mát mát thôi. Đấy là những cái thông tin tôi muốn đưa đến các bạn. Hy vọng đấy là những cái hữu ích để cho các bạn biết đến cái cây này. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên và đừng tiếc một like cho tôi để tôi có động lực tôi làm những cái clip tiếp theo. Mấy hôm nay tôi lên rừng hái thuốc cho nên là thời gian cũng ít làm video, ít làm video. Lâu lâu tôi mới ra video một lần. Nên là các bạn đừng tiếc một like cho tôi và đồng thời chia sẻ cái clip này cho nhiều người cùng xem hơn nữa. Và đặc biệt là các bạn có nhu cầu về chè dây hoặc là thuốc dạ dày đại tràng thì vui lòng liên hệ tôi số điện thoại 0374 988027. Và tôi sẽ để số điện thoại ở phần mô tả. Đồng thời là tôi có cái trang fanpage
vừa thành lập, tôi mới tạo cái trang fanpage để mọi người dễ dàng biết đến hơn về cái bài thuốc, những cái vị thuốc, những cái cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao ở chúng tôi. Rồi cảm ơn tất cả bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.